Kính chào quý vị. Hôm nay Bách Xanh sẽ về phố cổ Bao Vinh để ghi nhận tình hình mưa lũ của bà con sống ở đây hiện tại ra sao nhé. Tuy nước trên sông Hương rút xuống từ ngày hôm qua, nhưng theo ghi nhận tình hình thực tế thì khu vực này nước vẫn còn ngập khá cao. Cầu Bao Vinh. Đây là ngôi nhà nằm dưới chân cầu Bao Vinh, phía bên trái nhìn từ hướng cầu Bãi Dâu đi vào. Giờ chúng ta di chuyển qua cầu Bao Vinh để đi qua Bao Vinh. Đi về phía tây phải là chúng ta vào phố cổ Bao Vinh, còn đây là đường Đặng Tất, hiện tại thì đường Đặng Tất nước vẫn còn khá cao. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi qua phố cổ Bao Vinh. Ở đây bà con đang bán các loại như cá, tôm, trái cây và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác. Hiện tại phương tiện để bà con di chuyển chính là những cái ghe như thế này. Nói về phố cổ Bao Vinh, phố cổ Bao Vinh từng được nhiều người biết đến là một khu phố cổ kính với nhiều kiến trúc độc đáo, giàu giá trị văn hóa và lịch sử nhất của cố đô Huế. Bây giờ đang là 10 giờ sáng, ngày 13 tháng 10 năm 2020, chúng ta sẽ lên đò và di chuyển vào phố cổ Bao Vinh. Theo ghi nhận thì hiện tại mực nước đã xuống thấp hơn ngày hôm qua, nhưng hiện tại nước vẫn còn rất sâu. Bao Vinh đã từng một thời là đô hội sầm uất nhất xứ Đàng Trong. Nằm ở phía bắc, ngoài kinh thành Huế, phố cổ Bao Vinh thuộc xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây vốn được xem là một thương cảng sầm uất của xứ Đàng Trong. Trong suốt hai thế kỷ, từ thế kỷ 17 cho đến thế kỷ 19, nơi đây cũng là nơi gặp gỡ của sông Đào và sông Bạch Yến với sông Đông Ba, nên ngay từ đầu thế kỷ 17, các thương nhân người Hoa đến Bao Vinh định cư, sinh sống và lập phố buôn bán với nhiều mặt hàng như muối, gạo, hải sản, gấm vóc và rất nhiều thứ khác. Những thương thuyền khắp nơi như Hồng Kông, Macau, Nhật Bản, Ấn Độ và một số nước châu Âu cũng tụ hội về đây để trao đổi, mua bán vật phẩm, hàng hóa tạo nên một khu đô thị mới tấp nập, lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại. Con nhớ lên đây về đi. Lên đây về đi.
Đi tiếp theo hướng này chúng ta sẽ về Hương Vinh. Bác Xanh chỉ đi đò tới sông Đào rồi chúng ta sẽ quay lại điểm xuất phát nhé. Vậy là quý vị cũng đã nhìn thấy được những hình ảnh mới nhất về tình hình mưa lũ. Ở Bao Vinh hiện tại, Bác Xanh đang ghi hình này vào sáng ngày 13 tháng 10 năm 2020. Bác Xanh sẽ cập nhật nhiều địa điểm khác theo yêu cầu của những khán giả đã gửi về cho Bác Xanh. Trong thời gian quay lại vị trí xuất phát chúng ta hãy nói thêm về lịch sử của Bao Vinh để quý vị nào chưa biết đến Bao Vinh sẽ hiểu hơn về Bao Vinh. Nếu nhìn vào từ sông Đông Ba, thì Bao Vinh được ví như một Hội An trên đất Huế. Với những ngôi nhà lợp ngói âm dương đứng dựa lưng vào dòng sông. Kiến trúc của các ngôi nhà cổ ở khu phố Bao Vinh mang những nét độc đáo theo lối Hoa, Việt. Tuy nhiên, đến năm 1885, kinh thành Huế thất thủ và rơi vào tay thực dân Pháp. Khu đô hội Bao Vinh bị tàn phá nặng nề và mai một dần từ đó. Sau này, khi vua Thành Thái lập nên phố Đông Ba, thì Bao Vinh đã trở thành một khu phố cổ kính, trầm mặc với nhiều ngôi nhà cổ nằm san sát nhau. Theo các cụ cao niên ở khu phố cổ Bao Vinh, thì cách đây khoảng chục năm về trước, Bao Vinh hầu như vẫn còn giữ được dáng dấp, hình hài của một khu phố cổ. Nhưng mấy năm trở lại đây, vì việc làm ăn phát triển kinh tế, nên rất nhiều người đã tháo dỡ nhà cổ để xây nhà mới hiện đại hơn. Những ngôi nhà cổ giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù những căn nhà cổ còn sót lại ở khu phố cổ Bao Vinh còn rất ít, nhưng Bao Vinh vẫn giữ được dáng vẻ cổ xưa, và du khách thập phương mỗi lần ghé thăm phố cổ này, đều tỏ ra thích thú với sự thân thiện của mảnh đất và con người nơi đây. Mong rằng, với nhiều giá trị văn hóa truyền thống lâu đời mà phố cổ Bao Vinh còn lưu giữ, thì hy vọng một ngày không xa, khu phố cổ nơi đây sẽ được phục hồi và bảo tồn như vốn dạng ban đầu của nó. Bác Xanh cảm ơn quý vị đã thương mến và luôn đồng hành cùng Bác Xanh trong suốt những ngày mưa lũ này. Trong quá trình tác nghiệp không khỏi những thiếu sót, Bác Xanh rất mong quý vị đóng góp ý kiến xây dựng cho Bác Xanh. Mọi yêu cầu về địa điểm mà quý vị muốn Bác Xanh ghi hình trong những video kế tiếp, quý vị hãy để dưới phần bình luận hoặc nhắn tin vào số điện thoại 0982 424 006. Bác Xanh sẽ cố gắng phục vụ quý vị ngày càng tốt hơn. Bác Xanh chúc quý vị sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.